Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện, kênh video chuyên về phụ tùng độ chế xe 3 4 bánh, xe 2 bánh, xe xăng và xe điện. Video hôm nay mình giới thiệu đến các bạn một cái động cơ tự động 150 phân khối số tự động và có cả tiến lẫn lùi các bạn nhé. Cái này đặc biệt hơn là nó có tiến và lùi. Đây là động cơ 150 phân khối làm mát bằng không khí. Cái hộp số này của nó là cái hộp số tự động này. Đấy. Còn chiều tiến và lùi thì nó đây. Nó rất là đơn giản. Tiến. Đấy. Sang số rất là nhẹ nhàng. Tiến, lùi và mo. Đây là số mo. Đấy. Còn đây là cái dây đồng hồ báo số này, số tiến lùi và số mo đấy. Bộ này thì vẫn đầy đủ. Cái đầu ra của nó là đầu sử dụng nhông. Đây là cái nhông của nó này. Cái nhông này sẽ được lắp vào đây và các bạn truyền tải ra cái thiết bị khác qua bộ số hoặc là bộ xích. Đấy. Cái dòng động cơ này thì vẫn là dòng động cơ máy nằm ngang thôi. Máy thì có tổng chiều dài là 60 cm, chiều rộng là 40 cm, chiều cao của máy là 25 cm. Đấy. Máy thì đi kèm đầy đủ như lọc gió này, chế này, dây ga này. Đây là lọc gió này. Đây là chế này. Đây bộ chế của nó có cả dây điện các thứ đấy nhé. Đây dây ga này, quả ga đây này. Đấy. Ga này. Đây là dây ga này. Dây ga thì có chiều dài là khoảng 1 mét. Dây ga có chiều dài 1 mét, các bạn có thể mua loại dài hơn, bên mình cũng có. Đây là cái tay ga của nó đây, các bạn có thể chuyển sang dùng chân ga thì tùy. Nếu như các bạn chuyển sang chân ga thì các bạn yêu cầu thì bên mình sẽ tính toán chuyển qua chân ga cho các bạn. Còn đây là nguyên một bộ dây điện của nó đây. Dây điện thì đã cắm sẵn hết rồi, về các bạn chỉ việc dùng thôi. Đấy, mô bin IC, dơ le, nạp chế hòa khí, còi này. Đây có còi này, đây có bộ công tắc này. Đây là mô bin này, đây là dơ le. Đấy, chip xi nhan này, chip xi nhan đây này, đầy đủ lắm. Dây điện, ổ khóa có hết này. Ổ khóa này nếu các bạn làm ô tô thì bên mình có loại ổ khóa tích hợp cả dây đề luôn nhé. Ổ khóa tích hợp đề bên mình cũng có. Đấy. Và có cả bô đi kèm nữa này. Bô của nó rất là dài. Chiều dài của cái bô này là 1 mét. Chiều dài bô 1 mét. Chiều dài là bô 1 mét nhé. Đấy thì phần này là phần đầy đủ hết này. Thì nó cũng cơ bản nó giống xe số thôi, nó chỉ khác một chút về cái phần cái chế của nó nhìn nó hầm hố hơn thôi. Nên củ chế của nó này. Đây mình sẽ quay chi tiết cái bộ số của nó cho các bạn xem nhé. Đây là cái bộ số của nó đây này. Khi các bạn sang số này.
Đấy. Đây là một số này. Đấy, số này là số tiến này. Mo này. Đấy. Rất là dễ thôi. Các bạn là về số mo các bạn chỉ kéo ra, hở ra và đến vị trí này các bạn nhà này. Tiếp theo các bạn có thể kéo là đẩy hết về mình trước này. Cái này nếu như các bạn chế ô tô ấy, thì mình chuyển cái cần này qua vào cái cần số 5 tạ nó rất là phù hợp. Đấy. Đấy. Nó tự bám số. Rất là hợp lý. Máy này thì vẫn cứ là máy bố trí nằm ngang như thế này thôi. Rất là gọn nhẹ. Đây quạt làm mát đây. Đây là phần buji này. Đấy, làm mát bằng gió nhá. Gió được thổi từ đây và thổi lên đầu bò, làm mát bằng gió. Đây là phần số này. Số này thì nó là số này thôi. Khi các bạn mua một cái máy ga nó không có số ấy, thì không có số lùi thì nó sẽ không có cái củ này đâu. Đấy mà nó ra luôn cái trục này, cái củ này là cái củ nâng cấp nên thành củ có số lùi đấy. Đấy. Cái củ này nó cũng bán riêng như này, nhưng mà mình cũng chưa nghiên cứu được là nó có thể dùng cho nhiều loại xe ga khác nhau không. Cái này mình chưa nghiên cứu cho nên mình không biết được. Nhưng mà nói chung là cái củ này có thể nó lắp thêm lên này. Thì cái này sau này các bạn nghiên cứu thử xem là có thể sử dụng cho số xe ga được không. Còn đây là cái hộp này là hộp số tự động của nó thôi. Ở trong này thì nó giống như xe ga bình thường, nó sử dụng hộp số tự động ở đây. Đấy, nó cũng không có gì cả. Tất cả đều cũng giống số xe ga đâu. Đây là phần nắp chế vào đây này. Đấy. Bộ dây điện của nó này, dây củ đề này. Thằng này thì nó có cả củ đề lẫn bàn đạp chân này. Khởi động bằng chân này. Đấy. Và khởi động điện này. Động cơ đây, khởi động cơ đề đây. Nó bố trí rất là gọn. Video của mọi em đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã đăng ký video và ủng hộ video cho mình. Các bạn nhớ đăng ký kênh, bật chuông thông báo để nhận được những cái thông báo khi đăng mới video mới ra.